Dương Thanh Long của Hà Nội gặp Ngô Thế Sao của quân đội, gặp tay Bàn Tô Trung Kiên, gặp tay Thảm Nước Cây Ban, gặp tay Viên Ngô Chí Thành. Tất cả chuẩn bị, tiếp theo, bắt đầu. Trận đấu tiếp theo, trọng tài Bàn Tô Trung Kiên, trọng tài Thảo Nguyễn Đức Thọ, trọng tài Biên Phan Thanh Định. Từ trận đấu công bố kết quả với số điểm 10-0, vận động viên trang phục xanh quân đội thắng cuộc.